Dồi dào đạo tràng. Dạ một lần nữa Nhược Quỳnh kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư với Nhược Quỳnh ạ. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô. Nam mô Ta Pha Ga Qua Ma Sam Bồ Đà Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Sa. Mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo giải đời nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trên chữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn đi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học duyên từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp quốc kinh số 191. Dạ sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu à. Nam mô Bụt Tha dạ. Dạ một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn à. Dạ sa thủ lành thai Nhược Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á đã cho bài học. Dạ, bài học hôm nay rất là quan trọng. Và để cho nổi bật lên thì chút nữa con cố gắng trình bày cho quý vị thấy nè, cái nghe cái thấy trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta tỉnh giác thì sẽ giác ngộ liền. Và nếu không tỉnh giác thì sẽ trầm luân mãi mãi thôi. Rất là quan trọng. Và hôm nay con sẽ trình bày cái bài pháp này, không biết có đủ duyên không, nhưng mà xin phép mạn phép quý vị là cái tích truyện đã được đọc nhiều rồi và hôm nay dành hết thời gian để cho cái bài về khổ thánh đế này. Yeah. Bây giờ trước khi vào bài pháp, con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý để làm lễ ân đức tam bảo. Arahang samma sambuddho phagawa buddhang phagawantang afiwademi Sakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tập vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo Đức Thế Tôn khéo thuyết tròn đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Những ai thực hành theo diệu pháp, người ấy sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Chúng con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức tăng bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu ba la mật, liễu ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả.
Chư Đại Đức Tăng kính dâng tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càn Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ phi nhân Atula ở gần ở xa khắp mọi nơi, và nhất là phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, mong cho quý vị luôn đạt được sự an lạc tấn hóa và sớm thấy được lý tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày để liễu ngộ được diệu pháp của Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, hôm nay thì chúng con cung kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính ạ. Hôm nay thì chúng con xin trình bày đến chư Đại Đức Tăng câu kệ 191, câu pháp cú. Và bây giờ con xin đọc cái câu pháp cú này và sau đó trích nghĩa từ vựng. Đúc khăn đúc khá sa múc ba đăng, đúc khát xá chá a tích các măng, a rí văn chát thăng đi căng mắc găng, đúc kha Bát sát mát gà mi năng. Nghĩa Việt được sư Đức Hiền dịch là thấy được khổ, sự sanh lên của khổ, sự vượt qua khỏi khổ và thấy được thánh đạo tám chi phần đưa đến sự yên lặng của khổ. Và cái câu đầu tiên là đúc khá. Đúc khá Samuppada đăng. Cái từ đúc khá ở đây thì ta phải biết là tất cả những gì chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày là khổ. Cái từ đúc khăn, đúc khá là khổ đế. Thì chúng ta biết là cái khổ thì nó có, chúng ta nói là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, hay còn gọi là pháp hữu vi là khổ. Và thực tế là tất cả những gì từ sáng, từ lúc chúng ta thức dậy cho đến lúc chúng ta ngủ say và cho đến khi chúng ta chết, khổ hiện diện trong từng khoảnh khắc. Dukkha Samuppada, Dukkha ở đây cộng với cái từ Samuppada thì chúng ta biết là nó là một nhóm từ lam tánh chia theo đối cách. Dukkha là khổ, còn cái Dukkha Samuppada thì là cái sự sanh lên của khổ. Sự sanh khởi của khổ đau là khổ tập. Khổ tập ở đây chỉ cho chúng ta là ái. Mà ái ở đây thì nó lại liên hệ tới 12 cái duyên sanh. Và cái mắt xích của nó là quả luân, nghiệp luân và phiền não luân. Nó nằm ở cái câu chỗ này chúng ta thấy. Như vậy chúng ta phải thông hết về chí, về năm uẩn này, chí về cái lậu hoặc của năm uẩn này, và chí 44 cái chí về 12 cái nhân duyên, mà trong đó 11 cái mắt xích của nó. Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái tiến trình mà Đức Phật dạy. Thì lúc đó chúng ta mới nhổ được cái ái này. Rất là khó phải không? Khó lắm. Nên là chúng ta quên mất cái điều đó. Chúng ta không nhấn mạnh vào những cái pháp trong đời sống hàng ngày. Do đó mà tham nó cuốn chúng ta. Không có sự ngừng nghỉ nào. Dukkha là một cái danh từ trung tánh chỉ cho cái sự khổ đau, chỉ cho cái sự khổ. Từ Sammuppada là danh từ lam tánh chỉ cho cái sự sanh khởi. Ở đây nói đến tập đế, tức là sở hữu tham. Tiếp đồng ngữ sanh là cái nghĩa của nó là cùng hay là hoàn toàn. Tiếp đồng ngữ út của nó là nghĩa là trên. Căn này là nó thuộc về căn bát, là đi đến hay là sanh khởi. Và đúc khách xá thì nó tiếp câu thứ hai. Đúc khách xá thì nó là danh từ nam tánh, và ở cái câu thứ hai thì nó chia theo sở thuộc cách là của khổ đau, của khổ đau. Tiếp theo cái từ chá là chúng ta nói là
Nó là và cái liên từ của nó à. Atik kamang, từ cá má tiếp đồng ngữ của nó là atik à. Đó là danh từ lam tấm và cái nghĩa của nó là sự hay là làm, sự hay là làm, hay là tiến hành hay là đi. Cái tiếp đầu ngữ của á tý của nó là nghĩa của nó là quá hay là trên hay là dốc, còn cái căng căm là đi hay là tiến hành. Và cái từ á lý giá tiếp theo, cái từ á lý giá là cái tính từ ở đây chia theo đối cách, chỉ theo cái tâm thánh đạo cao quý. Tâm thánh đạo cao quý. Và cái từ chất thân ghi căn gồm nó là một cái hợp từ gọi là áp thân ghi căn cộng với chát. Áp thân ghi căn á, áp thá cộng với ăn gá cộng với ý cá, nó là một cái nhóm từ nam tánh mà ở đây chia theo đối cấp, chỉ cho tám chi phần của Bát Chánh Đạo. Át thá là chỉ cho cái số 8, còn ăn gí cá là thuộc về những cái chi phần, ăn gá là cái danh từ trung tánh chỉ cho chi phần hay là yếu tố giác ngộ đó. Tiếp đầu ngữ ý cá là cái tính từ chỉ sở hữu. Và câu cuối cùng là Dukkha Passa Magga Ni Lăng, gồm cái học từ này gồm ba từ là Dukkha cộng với Upa Samá cộng với Gami, chia theo đối cách và chỉ cho sự yên lặng của khổ, là chỉ cho cái sự tịch tịnh Niết Bàn, sự yên lặng. Dukkha, Dukkha là một cái danh từ nam tánh chỉ cho đau khổ. Upasama, căn của nó là căn sam, tiếp ngữ của nó upa, là nó là danh từ nam tánh. Nghĩa của nó là sự yên lặng, sự vắng lặng. Gami, cái căn của nó là căn gam. Nó thuộc về danh tính từ trong cái câu này, người đi đến, người đi đến. Đó là cái từ vựng mà chúng con đã trích nghĩa. Và ở đây thì Ngài Thích Minh Châu dịch cái câu kệ này là thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận, đưa đến khổ lão tận. Đó là cái câu kệ mà được dịch. Thì cái câu kệ này chúng ta biết là năm câu kệ và chúng ta đã học tới ba lần cái duyên sự. Hôm nay thì con xin trình bày, để dành cái thời gian để trình bày về cái lý tứ thánh đế trên cái ngũ uẩn này. Chúng ta biết là Đức Phật dạy giáo pháp là Ngài dạy những cái thực tại trong đời sống hàng ngày là thiết thực đến để thấy. Và thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ lão tận. Người nào chưa thấy khổ thì người đó sẽ không thể thấy được khổ tập, và không thấy được khổ tập thì cũng không thấy được khổ diệt, và không thấy được khổ diệt thì cũng không thấy được con đường đưa đến sự diệt khổ. Mặc dầu con đường đó trầm luân nó chúng chỉ ở sau cái thấy, sau cái nghe thôi, và giải thoát nó cũng chỉ ở sau cái thấy, sau cái nghe thôi, nó ở ngay đây thôi. Cái người nào được nghe nhiều về cái thực tại thì cái trí nó sẽ hướng về đó. Người nào nghe nhiều về khái niệm thì vô minh nó sẽ tràn ngập vào đó, nó sẽ không thấy được pháp. Như vậy thấy khổ là thấy như thế nào?
Thì thấy khổ chính là thấy được năm uẩn. Thấy được năm uẩn là khổ. Thấy được năm uẩn là khổ. Tại sao lại thấy được năm uẩn? Vì thế giới chỉ có năm uẩn. Và cái chấp thủ năm uẩn, ngoài năm uẩn ra thì không còn cái gì nữa cả. Như vậy, năm uẩn nó ở đâu? Đang chỉ về cái thân tâm mà chúng ta chấp thủ vô minh nó đã tạo và sanh ra ở đây. Như vậy trước khi thấy khổ thì chúng ta biết là khổ thì nó có rất nhiều những cái thứ khổ. Thì khổ, nói tóm lại thì gồm có khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Và cái quả khổ thì chúng ta biết rằng là sanh già, đau chết, thương phải xa, ghét phải gần, quán tắng hội khổ. Và tóm lại thì Đức Phật dạy tóm lại là năm uẩn là khổ. Năm uẩn là khổ. Như vậy chúng ta thấy khổ là chúng ta phải có cái chí về khổ, phải có cái chí về năm uẩn. Thứ nhất là chúng ta phải biết cái chí về năm uẩn. Thứ nhất là cái chí về sắc uẩn. Sắc uẩn, chúng ta phải hiểu được thế nào là sắc uẩn. Sắc uẩn chính là cái thân này và những cái đối tượng thị giác, đối tượng âm thanh, mùi vị cứng mềm mà chúng ta xúc chạm trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta thường nghĩ đây là đàn ông, đàn bà, là cái người này, người kia, mà chúng ta quên mất những cái tính chất nó đang hiện khởi ở ở ngay đó. Cái khổ về sắc uẩn thì chúng ta cần phải biết thế nào là sắc. Sắc gồm có tứ đại tạo thành và sắc do tứ đại sinh. Thì đó gọi là trí về sắc. Và sắc này ở bất cứ phương diện nào chúng đều là vô tri, vô giác. Chúng không có buồn vui, chúng không có hay biết, chúng không có xấu đẹp, mà chúng chỉ mang cái tính chất như là cứng, là mềm, là màu, là mùi, là vị, là nóng, là lạnh, là căng, là chùng. Thì khi mà chúng ta hiểu rõ từng cái chi tiết của sắc đó thì chúng ta sẽ thấy được sắc không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Và chúng ta sẽ thấy được cái duyên sanh ra sắc. Duyên sanh ra sắc là gì? Chính là vật thực. Nếu như mà cái thân này, cái sắc này không được vật thực nuôi dưỡng thì cái sắc này sẽ hoại diệt, biến mất. Đó là cái chí thứ hai thuộc về sắc. Như vậy thì chúng ta đã thấy được cái nhân sanh ra sắc chính là vật thực, chứ không phải là tôi hay của tôi hay là tự ngã của tôi. Mà vật thực ở đó thì chúng ta đã biết rồi, tứ đại, bản chất của tứ đại luôn luôn nó có những cái dưỡng tố để cho nuôi các cái sắc pháp. Và cái chí thứ ba là gì? Là cái nguyên nhân nào diệt thì sắc diệt, chính là vật thực diệt thì sắc diệt. Như vậy thì chúng ta sẽ biết được cái sự diệt của sắc, đó là vật thực diệt thì sắc sẽ diệt. Vật thực ở đây, kể cả ở bên trong thân của chúng ta, khi nó bệnh hoạn nó không tiếp thu được những cái vật thực về bên ngoài thì nó cũng diệt đi. Đó, chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái điều này để chúng ta không còn chấp vào trong sắc là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi.
Và chúng ta biết sắc do duyên sanh. Vậy con đường nào để diệt tận sắc trong tương lai? Còn sắc mà đó chúng ta đã hình thành rồi thì không có diệt được, tự nó diệt lấy à. Nó là quả rồi thì nó tự diệt lấy. Nhưng mà diệt là diệt cái sắc tương lai không có sanh. Thì đó là cái con đường bát chánh, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bốn cái trí về sắc. Và ba cái trí về cái sự thức ăn của sắc, sự nguy hại của sắc và sự xuất ly của sắc. Những cái sắc nào và khi thấy, khi nghe, khi ngửi, khi nếm, khi xúc, khi chạm, nó làm duyên, nó phát khởi lên hỷ tham. Ví dụ như là trà, cà phê, là những cái miếng xương nấu lẩu rất là ngon. Tất cả những cái đó đều là thành phần của dục hết, nếu chúng ta không biết. Và ai đắm nhiễm vào đó thì nó lại tiếp tục sanh ra cái con mắt, sanh ra cái lỗ tai, sanh ra cái lưỡi, sanh ra cái vị. Nếu mà bạn ăn, bạn vô tham á, thì bạn chỉ thấy đây là tứ đại thôi. Còn mà tâm của bạn khởi lên muốn ăn thịt dê đó, thì cái lưỡi của bạn nó đã dài tới cái chuồng dê rồi. Cái tâm sân của bạn đã muốn giết cái con dê đó để ăn rồi. Quý vị thấy là cái tham ái thì nó khủng khiếp đến mức độ như nào. Những cái gì đó là những cái gì mà làm cho cái sắc đó sanh khởi, mà làm cho hỷ tham sanh khởi, thì đó là gì? Là vị ngọt của sắc. Chính vì có vị ngọt này mà chúng sanh mới tham ái, không có hiểu được. Chúng sanh mê đắm trong các sắc, tiền bạc, nhà lầu, xe hơi, điện thoại, tất cả mọi thứ. Đều có thể là vị ngọt khắp. Vậy cái thế nào là sự nguy hại của sắc? Vì sắc này là vô thường, biến đổi, hoại tiêu. Vì sắc này chúng phải phụ thuộc vào thức ăn, chúng phải phụ thuộc vào tứ đại, chúng phải phụ thuộc vào các sắc khác. Do đó mà sắc này luôn luôn biến hoại đổi thay. Đó là sự nguy hiểm của sắc. Đó là cái trí thứ sáu thuộc về sắc. Chính vì cái sự nguy hại biến đổi của sắc nên là cái trí mới xuất ly khỏi sắc, nhàm chán đối với sắc, xả ly đối với sắc. Đó là bảy cái trí thuộc về sắc uẩn này. Khi mà chúng ta rõ biết như vậy thì mới rõ biết được khổ. Và thấy được rằng sắc này không phải là tôi, không phải là đàn bà, đàn ông, mà sắc này do duyên mà chúng sanh. Rồi sắc đó có khi sắc duyên cho, có cái sắc do nghiệp làm duyên, có sắc do vật thực làm duyên, có sắc do thời tiết làm duyên, có sắc do tâm làm duyên. Hằng ngày những cái sắc đó do tâm làm duyên, ví dụ như là đang cái lời nói của sư đang nói như vậy, sắc này đang do tâm làm duyên, đang do nghiệp thiện làm duyên, đang nói pháp đến quý vị, nó ở ngay đây mà chúng ta luôn luôn quên về nó, quên về các pháp. Thưa quý vị, lý tứ thánh đế nó nằm ở ngay đây thôi. Và thế nào
gọi là thì chúng ta biết là năm uẩn, chúng ta phải biết được năm cái chí về bốn cái chí tứ thánh đế về năm uẩn. Vậy thọ thế nào, chí thế nào gọi là chí về thọ? Thì thọ gồm có ba thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ phi lạc. Nếu chúng ta nói năm thì cũng được, mà nói sáu hay là nói 18 cái thọ để mà chúng ta phân nó ra thành 18 cái ý hành. Nhưng mà ở đây nói về ba thọ bởi vì đang nói về cái duyên sanh này. Như vậy thọ này nó gồm có ba thọ là thọ phi khổ phi lạc, thọ khổ, thọ hỷ, thọ phi khổ phi lạc. Về thọ này là quả của nghiệp trong 12 nhân duyên. Đó là cái chí thuộc về thọ. Mà chúng ta không hiểu được thọ nó nằm ở đâu và cái giai đoạn nào thì rất là nguy hại. Thì chút nữa chúng ta sẽ đi dần vào, không biết có thời gian hay không, con trình bày đến quý vị rất là rõ nghĩa. Thì cái chí về thọ chúng ta phải hiểu nó chỉ có ba thọ và nó cứ thay đổi liên tục qua các căn môn này. À, nó khó là nó thay đổi qua các căn môn. Và lúc thì nó trở thành thọ khổ, lúc thì nó trở thành thọ hỷ, lúc thì nó trở thành thọ xả. Và chính vì vậy mà cái tham ái, sân ái và cái si ái nó nằm ở đây rất là nhiều trong đời sống. À, cái đối tượng nó thay đổi nên thọ nó thay đổi. Nên là cái pháp duyên sanh này rất khó lắm bác, nếu mà chúng ta không nghiên cứu kỹ lời Đức Phật dạy thật là tai hại. Giảng pháp quan hệ thì cái thọ này không phải ai danh xa sanh ra nó, mà cái thọ này do duyên gì sanh? Đà, duyên gì mà sanh ra thọ? Thì do duyên xúc, duyên xúc lên là mới có thọ, duyên xúc tập khởi lên mới thọ mới tập khởi. Như vậy là nhân sanh ra thọ chính là duyên xúc. Xúc thì gồm có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc và ý xúc. Sáu xúc này mới là ghê gớm. Vì cái duyên này do duyên xúc diệt mà thọ diệt. Như vậy thì chúng ta thấy là không phải là chúng ta tu tập thì chúng ta nói là chúng ta diệt ái đâu, mà phải hiểu ái này là ra cái gì sanh. Cái gì sanh ra ái phải tìm đến tận nguồn của nó. Và cái nguồn của nó đến tận cùng của nó chính là vô minh về khoảnh khắc này. À, nó mới là cái đúng của nó. Chứ không phải là chúng ta thấy ái chúng ta diệt ái đâu, mà chúng ta phải thấy cái nguyên nhân là sanh ra ái thì chúng ta chút nữa chúng ta mới đi dần tới, chúng ta lột cái cội nguồn của nó lên thì mới chấm dứt được khổ đau. Như vậy thì do duyên xúc diệt mà thọ diệt, đó là cái chí thứ ba về về thọ. Về cái con đường nào để chấm dứt thọ trong tương lai, thì đó là cái con đường bát chánh. Như vậy cái con đường bát chánh ở đó nó có một cái thanh gươm trí tuệ đặc biệt mà nó sẽ tuyệt trừ tất cả mọi phiền não. Và nhớ rằng nó không có phương pháp, mà nó chỉ đến để thấy và trực nhận tất cả những tiến trình của nó, để quan sát một cách chi tiết về nó, để tìm cái cội nguồn của nó và bứng nó lên thôi. Chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng tôi tu tập phương pháp này phương pháp kia, không phải, không có cái chuyện đó. Nếu mà có cái phương pháp thì Đức Phật không có dạy cái pháp nó sâu kín duyên sanh nó như vậy đâu. Vậy thì chúng ta thấy là thọ này không phải ai sanh ra, như vậy thọ này không phải của tôi, mà thọ này nó tùy thuộc vào xúc. Xúc nó như thế nào thì nó sẽ cho ra là thọ khổ, thọ lạc, thọ phi khổ, phi lạc. Như vậy là một cái nhãn xúc nó có thể cho ra nhãn là nhãn thọ khổ hay là thọ ưu hay là thọ hỷ, tùy theo cái xúc này làm duyên. Như vậy là một đối tượng khi xúc chạm thì nó sanh ra một trong ba thọ đó thì nó mới trở thành 18 thọ. À,
Như vậy thì do xúc mà nó làm duyên cho thọ, mà xúc diệt thì thọ diệt. Như vậy là chúng ta không phải diệt thọ mà chúng ta lại phải tìm đến xúc của nó. À, chút nữa thì chúng ta mới thấy về pháp duyên sanh này nó khó. À, nhưng mà không có hiểu đúng nó rồi không có ai ra khỏi sanh tử luân hồi. À, người ta nói như thế nào, nghĩ hay cỡ nào thì cũng chỉ đọc chơi thôi, thực sự cái hiểu nó không có. À, nó không đến từ thực sự chúng ta hiểu. À, nếu mà cái người nào mà người ta hiểu giáo pháp của Đức Phật thì người ta chỉ có lấy giáo pháp của Đức Phật làm thầy thôi. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều là như vậy, không thể lấy ai làm thầy khác ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn. Vậy thì cái con đường đưa đến chấm dứt cái thọ này, ba cái thọ này chính là con đường bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là cái chí thứ tư về thọ. Và cái chí thứ năm của thọ là gì? Cái thọ nào khi mà nó sanh khởi, nó làm duyên cho hỷ tham, nó làm duyên cho dục hỷ, thì đó là vị ngọt của thọ. Như vậy khi chúng ta ăn uống nhai nếm, những người Phật tử cúng dường này kia, đẹp đẽ đi đến chùa đảnh lễ này kia, tất cả những cái đó nó đều có thể làm duyên cho thọ hỷ, cho cái hỷ thọ, cho cái ái, cho dục hỷ hết. Vì thấy dễ sợ các pháp khủng khiếp. Rồi đó là cái của thọ. Cái gì là sự nguy hiểm của thọ? Sự nguy hiểm của thọ chính là thọ vô thường. Bởi tại sao thọ vô thường? Bởi vì xúc vô thường nên thọ vô thường. Có lúc thì xúc nó thành cái xúc về cái pháp này nên là nó sanh ra thọ khổ hay thọ ưu hay thọ lạc. Có lúc thì cái xúc, cái thọ khổ này nó thuộc về cái thấy, có giúp cái thọ khổ này nó liên hệ tới cái nghe. Có lúc thì cái thọ khổ liên hệ tới cái ngửi. Do vậy mà nó vô thường, nó đổi thay. Và nó là duyên sanh là như vậy, nên là nó phải phụ thuộc vào xúc. Mà xúc thì nó cũng vô thường, nó phải phụ thuộc vào gì? Vào lục nhập. Quý vị thấy nó khủng khiếp mức độ như vậy. Thì rõ ràng nó khổ. Chính vì thấy được cái sự khổ đó nên là vì đó nhàm chán đối với các thọ.
Sao?